Tiếp tục sẽ là những thông tin dự báo thời tiết, đặc biệt là thông tin về chiều cường ngày hôm nay ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh có còn ngập nặng như hôm qua hay không. Xin mời chị Xuân Anh. Vâng, dự báo là tình trạng ngập vẫn có thể xảy ra, thậm chí là nặng hơn hôm qua đấy ạ. Bởi vì chiều cường ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ lên mức cao nhất của đợt này. Với dự báo đỉnh chiều ở hai trạm Phú An và Nhà Bè sẽ đều vượt báo động 3 là khoảng 4 cm vào lúc 17-18 giờ. Đối với các tuyến đường như Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát thuộc huyện Nhà Bè hay Trần Xuân Soạn thuộc quận 7 thì khả năng là sẽ ngập cho tới khoảng nửa bánh xe máy. Quý vị chú ý tránh di chuyển vào các tuyến đường này. Những nhà dân tại các khu vực vừa kể trên thì ngay bây giờ hãy chủ động kê cao đồ đạc và làm các tấm chắn để ngăn nước tràn vào nhà. Còn về thời tiết chiều nay, dự báo tại các quận huyện và thành phố của thành phố Hồ Chí Minh sẽ đều tạnh giáo và có nắng. Nhiệt độ cao nhất sẽ khoảng là 31 độ, khá dễ chịu. Đối với thủ đô Hà Nội, thông tin đáng chú ý đó là sáng nay thì không khí khá ô nhiễm. Các mạng lưới theo dõi chất lượng không khí PM E, nhiều trạm đo vẫn ở mức màu đỏ và màu tím, tương ứng là mức xấu đến rất xấu. Tình trạng ô nhiễm vào buổi sáng khả năng sẽ còn duy trì trong vài ngày tới. Còn ngay trong chiều nay, chất lượng không khí sẽ được cải thiện khi mà trời nắng nhiều và ấm áp hơn, với nhiệt độ sẽ tăng lên cao nhất là khoảng 24 độ. Đáng chú ý, về chiều tối khi nắng tắt thì trời sẽ lại chuyển rét. Nhiệt độ tại thủ đô lúc 22 giờ chỉ khoảng là 17 độ mà thôi. Vừa rồi đã là những thông tin thời tiết cập nhật, còn bây giờ xin mời tiếp tục chuyển động 24 giờ.